Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây Tin nóng, huấn luyện viên Park Hang-seo được mời làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Thưa quý vị, theo thông tin của chúng tôi từ một nhà môi giới Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Ha-seo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ vài câu lạc bộ tại K League và thậm chí là tuyển quốc gia nước này. Ông Park có thể đang rất hot tại Hàn Quốc. Tôi biết là bất ngờ, nhưng theo thông tin từ những người làm trong làng bóng đá Hàn Quốc thì tuyển quốc gia chúng tôi đang có kế hoạch dài hơi về vị trí huấn luyện viên trưởng. Ông Park Ha-seo là một trong nhiều cái tên được đề cử ngay lúc này. Về huấn luyện viên Park, ông ấy dạo gần đây nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ tại K League sau những thành công với bóng đá Việt Nam. Người này chia sẻ với chúng tôi. Đây là thông tin có thể gây bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam và cả Hàn Quốc, bởi lẽ vị chiến lược gia 63 tuổi vừa ký với bản hợp đồng mới cùng VFF. Vậy nên việc liên đoàn bóng đá Hàn Quốc dành sự quan tâm tới huấn luyện viên Park Ha-seo chắc chắn khiến nhiều người ngạc nhiên, nhất là trong bối cảnh tuyển quốc gia nước này đang được dẫn dắt bởi vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm Paulo Bento cách đây ít ngày huấn luyện viên park cũng đã có những chia sẻ về tương lai của mình với bóng đá việt nam theo đó vị chiến lược gia người hàn cho rằng ông chưa nghĩ tới một bản hợp đồng mới với vff năm nay là năm cuối trong hợp đồng giữa tôi với vff nhưng tôi không quên ý chí thủa ban đầu tôi sẽ làm việc với tâm thế như lần đầu tiên sang việt nam tôi nghĩ quan trọng nhất chúng tôi không quên ý chí thủa ban đầu hào quang trong quá khứ giờ để lại trong ký ức thôi giờ đây tôi chỉ cố gắng hết sức mình để tiến từng bước về phía trước cũng giống như câu nói được khắc trên tấm huy chương tôi cứ làm hết mình và chờ nhận về kết quả trong năm cuối hợp đồng, tôi có một sự lựa chọn gia hạn thêm một năm. Năm nay có nhiều sự kiện, BFF dựa vào kết quả đưa ra quyết định có gia hạn hay không. Thế nhưng tôi không quá chú trọng vào kết quả nữa. Chúng tôi từng vô địch AF Cup SEA Games, nhưng quan trọng nhất là không được quên ý chí của những ngày đầu tiên, phải giữ vững thái độ, tâm thế, huấn luyện viên Park Ha-seo nói. Tin tiếp theo, câu phựa không được thưởng Tết. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai về quê ăn Tết bên gia đình mà không nhận được khoản tiền thưởng nào từ phía câu lạc bộ. Chia sẻ với truyền thông, trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không được nhận khoản tiền thưởng Tết Nguyên đán. Theo đại diện phía Hoàng Anh Gia Lai, cầu phượng Tuấn Anh Xuân Trường cùng toàn đội hội quân tại Hàm Rồng ngày mùng 4 Tết. Trung tâm Hàm Rồng hiện đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, Kia T-SAC cùng các ngoại binh đón Tết tại khách sạn. Hoàng Anh Gia Lai đã xả trại cho cầu thủ về quê ăn Tết. Những cầu thủ thuộc vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh như Văn Thanh, Tuấn Linh, Triệu Việt Hưng cũng được hỗ trợ trở về quê đón Tết cùng gia đình. Được biết, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chưa có thông báo cụ thể về đợt hội quân sau Tết vì phải xem xét tình hình thực tế của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vé máy bay và Gia Lai, cho các cầu thủ vẫn chưa được đặt cụ thể ngày. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định trên sân nhà Pleiku cũng bị hoãn lại do có hai ca dương tính với Covid-19. Toàn đội Hoàng Anh Gia Lai không ai muốn được nghỉ Tết sớm theo cách bất đắc dĩ trên. Trước đó, Bầu Đức đã mời huấn luyện viên Kiatisak cùng các học trò như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn đến tư gia dùng bữa cơm tất niên. Đây là hành động thể hiện sự gắn bó cũng như sự động viên của ông chủ Hoàng Anh Gia Lai trước thềm năm mới. Tết năm 2020, các cầu thủ Sông Lam, Nghệ An và Hà Nội được thưởng hẳn một tháng lương. Tuy nhiên, Đà Nẵng, Hải Than, Quảng Ninh, Sài Gòn, Hải Phòng cho biết chỉ được thưởng Tết hết sức khiêm tốn. Tin tiếp theo, Hà Nội FC đang khủng hoảng, Quang Hải và đồng đội gặp vận may. Kính thưa quý vị, V-League 2021 tạm hoãn với Hà Nội ngay từ vòng 3 được xem là vận may với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nói may mắn là bởi Hà Nội FC vừa thua hai trận liên tiếp lại phải đến làm khách trước Hải Phòng, đội dẫn đầu bảng và đang thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp. Mà sân lạch trai cũng là tử huyệt đối với đội bóng chơi truyền ngắn, kiểm soát như Hà Nội. Và chưa hết việc thiếu vắng Victor Moses, Hùng Dũng, sự gia súc của Văn Quyết, Quang Hải hay việc bộ đôi tân binh Gilve Magno, Bruno Cantanhede chưa hòa nhập cũng khiến sức mạnh đội bóng thủ đô suy giảm. Và đúng lúc đó dịch Covid-19 kéo đến. Hà Nội FC được nghỉ Tết sớm trước hai vòng đấu, tạm cắt chuỗi trận tệ hại. Cả đội có thêm thời gian nghỉ ngơi chờ những nhân tố quan trọng hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần, sự việc diễn ra thời điểm y hệt năm 2020. Déjà vu tiếng Pháp có nghĩa là đã từng nhìn thấy, thuật ngữ này miêu tả cảm giác quen thuộc với chuyện gì đó nhưng bạn chưa từng nhìn thấy hay trải qua hoặc đã trải qua mà quên mất. Nhìn vào những gì đang xảy ra với Hà Nội với v hiện tượng déjà vu ngay lập tức được nhắc tới. Một năm trước, Hà Nội mở màn v bằng chiến thắng 4-2 trước Nam Định. Nhưng ngay vòng sau họ để thua 1-3 trước Than Quảng Ninh, những bất ổn ở hàng thủ, Quang Hải mới hồi phục chấn thương và nhiều lý do khác khiến Hà Nội tụt dốc. Và đúng lúc đó thì đợt Covid-19 đầu tiên bùng phát ở Việt Nam, V-League 2020 phải tạm hoãn ngay sau khi vòng hai kết thúc, Hà Nội có thời gian để tái thiết. 3 tháng sau V-League trở lại, Hà Nội chỉ tạm cắt cơn bệnh, họ vẫn thi đấu với phong độ phập phù, chỉ may mắn mới cán đích ở top 3 sau khi lượt đi kết thúc. Tuy nhiên, nếu không có quãng rừng trên, đội bóng thủ đô có thể còn nằm ngoài top 5. Hà Nội chỉ thực sự trỗi dậy sau đợt nghỉ dịch thứ hai bắt đầu từ cuối tháng 7. Sau đợt nghỉ, Hà Nội tiến một mạch đến trước vô địch Cúp Quốc gia 2020, tháng 6 trên 7 trận ở giai đoạn 2 để giành ngôi áo quân. Lịch sử đang lặp lại ở mùa 2021, nếu đá tiếp, Hà Nội chưa biết sẽ còn tự phá kỷ lục buồn nào của câu lạc bộ. Điều ấy không phải không cơ sở khi Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa, hai đối thủ của Hà Nội ở vòng 3 và 4 đều đang sở hữu phong độ tốt. Thành tích đầu mùa tệ nhất của Hà Nội diễn ra năm 2016, họ thua 4, hòa 1 sau 5 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, đó là mùa giải Hà Nội chạy nước rút, lên ngôi vô địch V-League lần thứ 3 trong lịch sử. Không chỉ Hà Nội đưa kim vô địch Việt theo cũng gặp tình cảnh tương tự khi chưa thắng trận nào sau 2 vòng đầu. V-League nghỉ sớm, một số trụ cột như Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất v League 2021 dự kiến trở lại cuối tháng 2 nếu như dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Nhiều câu lạc bộ lúc này cho cầu thủ về quê ăn Tết, yêu cầu hội quân thường vào ngày 4 hoặc 5 âm lịch, tức là 15, 16 tháng 1. Tin tiếp theo, Đặng Văn Lâm đóng cửa luyện công chờ ngày ra mắt câu lạc bộ Nhật Bản. Thưa quý vị, thủ môn Văn Lâm cho thấy quyết tâm lớn khi mà có động thái đầu tiên trước khi sang Nhật Bản. Thủ thành số 1 từ Việt Nam đang tải rất nhiều hình ảnh liên quan đến quá trình tập luyện của bản thân trước khi sang Nhật Bản. Theo đó, Lâm thuê riêng cho mình huấn luyện viên thủ môn Carlos Corona Suarez. Được biết là ông Carlos là một vị huấn luyện viên có tiếng tại Thái Lan. Thủ thành Cao Win Tham Sát Chanan từng làm việc với huấn luyện viên thủ môn kể trên trong thời gian anh trở về từ Nhật Bản. Lâm tỏ ra hào hứng và tích cực tập luyện với bài tập phản xạ và rèn thể lực mà huấn luyện viên thủ môn đưa ra. Việc này giúp anh duy trì thể trạng trước khi chính thức ra mắt Sarajevo Osaka. Kể từ khi dính vào rắc rối với Muang Thông United, đây là lần đầu tiên Văn Lâm đăng tải quá trình tập luyện lên mạng xã hội. Trước đó, người cũ của Muang Thông liên tục đăng tải hình ảnh đi du lịch, hẹn hò cùng bạn gái Yến Xuân. Chính điều đó khiến Văn Lâm bị cổ động viên Thái Lan tấn công dữ dội trên mạng xã hội. Họ cho rằng Lâm quá thiếu chuyên nghiệp khi được Muang Thông yêu cầu quay lại tập luyện và nói chuyện. Hiện thủ môn Việt Kiều vẫn ở Thái Lan chờ hoàn tất thủ tục để sang Nhật Bản. Tại Sarajevo Osaka, Lâm được cấp đặc quyền khi được khoác lên mình chiếc áo số 1, vốn dành cho xuất bắt chính ở câu lạc bộ. Mới nhất, danh thủ Lê Công Vinh lên tiếng lo ngại cho tương lai của Văn Lâm khi thi đấu tại J League 1. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt mà tân binh Sergio Estaca lo ngại chính là phán quyết cuối cùng của FIFA về vụ kiện của anh với Muang Thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.